Chào quý vị và các bạn. Hôm nay luật sư Thu Đoàn sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn mua bán bất động sản an toàn. Chúng ta từ vụ hổm chúng ta nói về nhiều về chủ đề lắm rồi. Chúng ta nói về đất chính chủ, chúng ta nói về mua là phải xem đất. Chúng ta hỏi về sổ hồng, sổ đỏ, tính pháp lý của sổ hồng, sổ đỏ. Hôm nay chúng ta qua một cái vấn đề quan trọng, đó là ký hợp đồng tại phòng công chứng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cái thủ tục ký hồ sơ tại phòng công chứng về mua bán nhà, mua bán đất. Để mà nói về thuật ngữ nhà luật thì tôi cũng sử dụng luôn nha. Người chuyển nhượng đối với đất thì tôi gọi là người bán, người nhận chuyển nhượng thì tôi gọi là người mua, để tránh những trường hợp có anh chị em nào chuyên gia về luật, anh chị em luật sư thẩm phán nói bà này luật sư mà nói chuyện gì kỳ cục quá, nói về không đúng về chuyên ngành. Thưa quý vị và các bạn, trong trường hợp mà cái người bán á, thì họ phải chuẩn bị những cái giấy tờ. Nếu đây là tài sản cá nhân một mình họ thì họ phải chuẩn bị giấy tờ độc thân. Còn nếu đây là tài sản chung vợ chồng thì họ phải có giấy chứng nhận kết hôn. Về thông tin về nhà đất thì chúng ta dễ thôi, có chứng minh thư hoặc là chứng minh nhân dân. Đối với những người nào là chủ thể, những người nào ký hợp đồng thì chúng ta cần có những cái thủ tục chứng minh nhân dân và hộ khẩu, chứng minh thư và hộ chiếu chẳng hạn. Thì và cộng thêm một cái bộ hồ sơ về nhà. Nếu trong trường hợp là nhà thì phải có trước bạ, còn đất thì chỉ cần một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thôi các bạn ha. Thì chúng ta đưa các anh chị phòng công chứng để các anh chị phòng công chứng đánh máy trước. Thì trong cái nội dung, các nội dung thì hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn hai cái nội dung chính. Thứ nhất là chúng ta bán cái thửa nào thì chúng ta sẽ chỉ cho phòng công chứng là tôi bán trọn thửa hay tôi bán toàn bộ hay tôi bán một phần của quyền sử dụng đất. Thì việc này dễ rồi, tôi cũng đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn thế nào là số thửa, tờ bản đồ. Riêng cái vấn đề thứ hai đó là cái phương thức thanh toán. Thì các bạn biết không, thông thường thì do các bên tự thỏa thuận thôi. Bộ luật dân sự không có đề cập về vấn đề là mua bán nhà, mua bán đất phải bán thành 3 lần, 2 lần, 1 lần. Tuy nhiên thì theo cái kinh nghiệm của tôi cũng trong cái quá trình hành nghề thì tôi nghĩ rằng nếu chúng ta là những người không quen biết thì chúng ta nên có 2 hoặc 3 phương thức thanh toán, 3 đợt thanh toán. Thứ nhất là chúng ta có thể đặt cọc. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta chuyển nhượng tại phòng công chứng thì chúng ta có thể thanh toán từ 70 đến 90%. Và thứ ba là khi chúng ta nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Thì thông thường trong cái phương thức thanh toán, các bạn để ý nha. Trong cái phương thức thanh toán thì chúng ta rất là chuẩn, để tránh những trường hợp là khi mà ông nói gà bà nói vịt. Ngay cả cái phương thức thanh toán cũng vậy. Nếu như trong trường hợp là khi mà cái người mà người ta giúp làm cái thủ tục ra cái biên nhận, hay là đến cái thời điểm mà hai bên lấy được cái sổ, sổ hồng, sổ đỏ, hai việc hoàn toàn khác nhau quý vị và các bạn ạ. Nếu một số anh chị bên mua và bên bán ủy quyền cho văn phòng luật sư, một tổ chức chuyên nghiệp thì họ sẽ có những cái phương thức thôi, để đó đi tôi làm xong rồi phương thức thanh toán cuối cùng. Tuy nhiên một số anh chị lại tranh cãi nhau vấn đề này. Thì các bạn biết không, sau khi mình nộp hồ sơ thì thời hạn thì khoảng 20 ngày. Đối với một số hồ sơ cập nhật qua trang tư. Còn riêng một số với vấn đề về đổi sổ rồi tách sổ, cho nên người này nói người kia chậm,
người này nói tôi không biết, tôi kỹ miễn có cái biên nhận là tôi giao phần tiền còn lại. Tuy nhiên là các bạn biết không, ngay cả biên nhận thì cũng chưa có ra được cái giấy tờ sổ hồng sổ đỏ nữa, cho nên các bên tranh chấp nhau rất là nhiều. Chúng ta cần phải biết cái tính pháp lý từng giai đoạn. Vấn đề thứ hai tôi muốn nói với quý vị và các bạn, đó là giá chuyển nhượng. Thì có một cái quy tắc bất thành văn ở tại nước Việt Nam, mà tôi thì tôi thấy ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều, còn một số tỉnh thành sao tôi không biết. Có thể các anh chị giao dịch bằng giấy tay là 3 tỷ đồng, nhưng thực sự ghi giá giao dịch là 500 triệu. Rồi bây giờ thanh toán tiền đợt 2, đợt 1 lấy tiền rồi, thanh toán tiền đợt 2, trong đó tổng cái giá trị hợp đồng hai bên là mua là 3 tỷ đồng. Tuy nhiên là phương thức thanh toán lật hoài có 500 triệu à quý vị, thanh toán một lần. Như vậy thì thông thường chúng ta cũng phải nên vừa cái hợp đồng công chứng và cả một cái giấy tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các bạn nói với tôi rằng trời sao luật sư rườm rà, vì luật sư ngăn ngừa một số rủi ro pháp lý. Có một số bạn hỏi vậy chứ, luật sư ơi, nếu tôi đưa cái giá 3 tỷ luôn trong cái hợp đồng chuyển nhượng được không? Dạ thưa được các bạn ha. Tôi có một số giấy tờ, họ có ý định mong muốn nói chung là kẹt tiền để bán, thì quý vị và các bạn xem, và nếu như quý vị và các bạn nào có nhà ý muốn mua thì hãy inbox với luật sư tôi. Video sắp tới thì tôi sẽ nói nhỏ cho quý vị và các bạn nghe về những cái thủ tục liên quan tới mua bán bất động sản an toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành nha.